Marcus Rashford một lần nữa trở thành tâm điểm của sự chỉ trích sau trận thua Chelsea. Tiền đạo người Anh được huấn luyện viên Ten Hag cho vào sân từ phút 66. Dù còn rất khỏe, nhưng Rashford lại khiến các cổ động viên nổi điên khi nhái theo phong cách đi bộ của Messi. Cầu thủ mang áo số 10 thi đấu uể oải và không có một tình huống pressing nào ra hồn. Chẳng hạn như tình huống ở phút 84, Rashford thay vì lao vào đối phương để cướp lấy quả bóng, thì anh lại sải bước lê thề một cách khó hiểu. Nhưng đây mới là một ví dụ tiêu biểu cho sự lời nhợt của MU thôi. Chúng ta hãy cùng đi tiếp nhé. Ten Hag dù thua trận nhưng vẫn thao thao bất tuyệt với khẩu quyết mọi chuyện vẫn ổn. Nhưng liệu có ổn thật không với việc chỉ trong 2 trận đấu mà Man United đã phải nhận tới gần 60 cú sút điểm? Và nói rộng hơn, kể từ đầu năm 2024, không đội bóng nào trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu bị đối phương sút nhiều hơn MU. Câu chuyện hệ thống thì đã đành. Năm nay, sự hời hợt dường như mới chính là thứ ngăn cản hành trình tìm lại hào quang của Quỷ Đỏ. Liệu rằng đã có một âm mưu đẩy Ten Hag ra khỏi nhà hát của những giấc mơ? Hãy cùng Bert Zoomin đi tìm manh mối trong trận thua trước Chelsea vừa qua. Đầu tiên, hãy nhìn tình huống này. Phút 90+5, MU đang dẫn 3-2. Đáng lẽ ra, các cầu thủ nên chủ động giữ bóng thật lâu để câu giờ. Chỉ còn 2 phút nữa thôi mà. Nhưng không, có đến 8 cầu thủ MU ở phần sân đối phương như muốn kết liễu Chelsea vậy. Nhìn này, cả Dalot và Wan-Bissaka cũng đang ở đây. Rồi sao? Sau đó họ truyền hỏng và bóng về chân của Chelsea. Rồi ngay 30 giây sau đó, Chelsea tấn công ở hành lang phải. Madueke trong thế 1-1 với Dalot. Với không gian rộng lớn này, Bruno hay Mainu, tại sao không ai bọc lót để một cầu thủ đã chạy 100 phút đối mặt với người mới chỉ vào sân 6 phút trước? Không phải là quá khó hay sao? Đến bàn thắng quyết định của Chelsea. Trước tiên, ta cần biết cách bố trí phòng thủ khi phạt góc của MU. Ba người gần bóng nhất sẽ luôn là Bruno chắn cột gần. Hai tiền đạo cánh sẽ phụ trách bên ngoài để tránh các tình huống trả bóng ngược ra hoặc sút tuyến hai. Giờ cùng xem này, Mao, Dalot và Bruno có vẻ đã nhận ra vấn đề. Còn Anthony thì đang đi bộ và mãi nhìn đi đâu đó. Đáng lẽ ra họ phải đứng ở đây chứ. Nhưng có khi Mao thì chưa thuộc bài, còn Anthony thì quá mệt mỏi rồi. MU đã cho Palmer không gian thoáng đáng như vậy thì xin phép Palmer không từ chối. Vậy đó, thầy cố gắng bao nhiêu thì trò báo bấy nhiêu. Những sai lầm đáng lẽ ra không nên mắc phải thì ngày qua này các cầu thủ MU cứ hành động như một thói quen khó bỏ. Và sau khi chúng tôi vắt bệnh cho MU thì vẫn có một người luôn rất tự tin, đó là Ten Hag. Ten Hag sẽ không từ chức dù có chuyện gì đi chăng nữa. Đội bóng vẫn giữ phong độ phập phù, nhưng người hâm mộ Man United yên tâm rằng huấn luyện viên Ten Hag tự tin đội bóng đang đi đúng hướng và đặt quyết tâm sẽ tiếp tục quản lý Quỷ Đỏ trong tương lai. Tôi chỉ tập trung vào công việc của mình, tập trung vào quá trình dự án này. Tôi thật sự thích được ở đây và đang tận hưởng điều đó. Tôi coi khó khăn này như một thử thách. Không biết là chúng tôi có yên tâm nổi không huấn luyện viên Ten Hag ạ? Ý ông là đội bóng đang đi đúng hướng, nhưng mà hướng đi xuống đúng không? Xin ông đấy, xem xong mấy trận đấu gần đây, chúng tôi khó vào giấc ngủ lắm. Trong 5 ngày đánh mất 5 điểm, MU hiện tại gần như đã hết hy vọng giành suất dự Champions League. Chỉ hy vọng rằng chủ tịch Sir Jim Ratcliffe sẽ sớm đưa ra quyết định đúng đắn, điều mà người hâm mộ mong muốn nhất. Các ông lớn ở ngoài Anh đang nhòm ngó nhiều ngôi sao của Real Madrid. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Liverpool đang xem xét việc chiêu mộ Federico Valverde. Ban lãnh đạo của The Gop xem trọng tài năng của tiền vệ người Uruguay và có thể chi một số tiền lớn để thuyết phục Real nhà người. Tuy nhiên, để mua Valverde vào lúc này còn khó hơn lên trời bởi phí giải phóng hợp đồng của ngôi sao 25 tuổi lên tới 1 tỷ euro. Trong trường hợp có chi đủ tiền đi nữa, Liverpool cũng chưa chắc nhận được cái gật đầu của Valverde. Tiền vệ 25 tuổi có vẻ không hào hứng lắm khi được Liverpool quan tâm. Anh vẫn yêu màu áo của Real và muốn lập nghiệp ở nơi này thêm nhiều năm nữa. Ở mùa giải năm nay, Valverde đã chơi 48 trận và ghi 1 bàn, thực hiện 8 đường kiến tạo ở mọi đấu trường cho Real Madrid. Sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ, ban lãnh đạo của Real Madrid đã quyết định giữ nguyên quan điểm, trả Kepa về Chelsea sau khi mùa giải này khép lại. Thủ thành người Tây Ban Nha có lẽ nên tự trách bản thân mình khi không biết nắm lấy cơ hội. Anh đến Real để làm thay nhiệm vụ của Thibaut Courtois đang gặp chấn thương. Tuy nhiên, Kepa không lường trước được đối thủ cạnh tranh của anh là Henry Rooney lại bất ngờ bước ra từ bóng tối và chiếm luôn suất bắt chính. Kepa giờ ở cũng không được mà về Chelsea cũng không xong. Mức lương 175.000 euro một tuần của anh đang khiến trẻ sành đau đầu.
ngôi chủ sân Stamford muốn bán Kepa bằng mọi giá để giảm bớt miệng ăn và né luôn nguy cơ vi phạm luật công bằng tài chính. Barcelona chưa vô địch UEFA Champions League kể từ năm 2015 đến nay. Tuy nhiên, tài năng trẻ 16 tuổi là Lamine Yamal đã nổ lớn khi tuyên bố Barca hoàn toàn có thể làm nên chuyện. Trước hết là việc đánh bại Paris Saint-Germain ở trận tứ kết lượt đi diễn ra vào ngày 14 tháng 4. Có thể đó là hơi điên rồ một chút chăng, nhưng tôi nghĩ Barca có thể đánh bại Paris Saint-Germain 1-0 đấy. Yamal chưa có nhiều trải nghiệm ở UEFA Champions League nên không hiểu được nỗi đau trong quá khứ của Barca đâu nhỉ. Năm 2021, ở tứ kết lượt đi vòng 1/8, Kylian Mbappe đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho Messi và các đồng đội khi lập hat-trick giúp Paris Saint-Germain thắng 4-1 ngay tại Nou Camp. Giờ thì Messi đã đi rồi, nhưng Mbappe thì vẫn còn đó. Yamal rất tự tin nên hãy cố gắng tỏa sáng đi để đòi lại món nợ cho thần tượng của mình nhé. Làm mãi một nghề đôi khi cũng chán. Fernando Torres chắc cũng đã cảm nhận được điều này nên đang muốn nói lời chia tay với các cầu thủ trẻ của Atletico Madrid. Torres đang nắm đội U19 của Atletico và nhiều khả năng anh sẽ dừng công việc huấn luyện vào cuối mùa giải này. Theo truyền thông Tây Ban Nha, cựu ngôi sao của Liverpool muốn nắm quyền ở đội B Atletico Madrid để phát triển nghề nghiệp. Tuy nhiên, ban lãnh đạo của Atletico cho rằng Torres không quá nổi bật so với người đang nắm quyền ở đội B là Luis Tevez. Thời gian qua, cũng có một số thông tin cho rằng Torres có thể tham gia vào đội ngũ ban huấn luyện của Atletico Madrid mùa tới. Tuy nhiên, tất cả cũng chỉ mới dừng lại ở mức đồn đoán mà thôi. Nếu cảm thấy không thể theo nghiệp huấn luyện viên được nữa, thì có lẽ Torres nên mở phòng tập gym và đi làm PT. Nhìn anh là đã thấy uy tín rồi. Dù đã giải nghệ, nhưng Mesut Ozil vẫn luôn biết cách để làm người hâm mộ nhớ đến tên anh. Mới đây, Ozil đã đăng một bức ảnh lên trang cá nhân và kèm theo thông điệp thể hiện tình cảm với 4 câu lạc bộ mà anh từng khoác áo, đó là Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal và Fenerbahce. Cựu tiền vệ tài hoa một thời cũng mặc trên người chiếc áo của Juventus và bày tỏ sự tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội khoác áo đội bóng mà anh yêu mến nhất ở Italia. Sau dòng trạng thái của Ozil, đã có rất nhiều cổ động viên của năm đội bóng trên bày tỏ sự đồng cảm và gửi lời cảm ơn tới cựu tiền vệ của đội tuyển quốc gia Đức. Kể từ ngày giải nghệ, Ozil rất chăm đến phòng gym. Hiện tại, anh đã sở hữu một thân hình vạn người mê, chứ không còn mảnh khảnh như thời còn đi đá bóng nữa.